Hai kính chào bà mục sư thân của tôi. Greetings, bà pastor, the pastor at a Lighthouse Church. À, rất là vui gặp một cô từ Taiwan đến đây. And I'm very happy to see pastor from Taiwan, which is Pastor Andy. Ta có thể gặp nhau lần đầu tiên, có thể gặp hơn chút nào. Điều đó là chúng ta có chung một Chúa trong sự thờ phượng và hội. Even though I met Pastor Andy by the right way that God, we have the same God, especially in the worship and in ministry, in our ministry. Amen. Và chiều hôm nay chúng ta có giờ nhóm lại thường lệ. And this evening, you know, just we have our regular evening service. Và chúng ta đang đi vào mùa Giáng sinh. We are entering to Christmas season. Thực chất thì trong Kinh Thánh không có nói rõ ngày Giáng sinh của Chúa. And the Bible doesn't really mention the exact time that Jesus was born. Và cũng thực chất trong 3 năm rưỡi Chúa Giêsu thành chức vụ thì Ngài chưa từng tổ chức happy birthday của chính Ngài. And especially during 3 years ministry of Jesus, he actually never hosts or have any birthday. Do vậy Kinh Thánh có kỹ thuật câu chuyện Chúa Giáng sinh. But yet the Bible does mention about the story that when Jesus was born. Và đối với tôi mùa Giáng sinh rất quan trọng. He is very important when the season Christmas season is very important. Chúng ta hát cái bài Hosanna. This evening we worship the song Hosanna. Ta biết Hosanna có nghĩa là gì không? You know what the meaning of Hosanna? Hosanna có nghĩa là sự cứu rỗi từ đến từ trên cao. Hosanna means salvation from above. Và Chúa Giêsu là sự cứu rỗi từ trên cao. Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể thành người. So Jesus is our salvation from heaven. He's come down in the flesh. Và Ngài thực hiện chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. So he may perform and, you know, do the salvation plan of God. Để rồi đến ngày hôm nay. So therefore today. Bất cứ một dân tộc nào. Doesn't matter what nation or what nationality you are. Doesn't matter what language you speak. Kêu cầu danh Chúa Giêsu. You know, as long as you cry out in the name of Jesus. Thì sẽ được cứu. Then you will be safe. Amen. Amen. Cho nên nếu không có ngày Giáng sinh. So therefore if there is no Christmas. Thì chúng ta không được cứu. We will not be safe. Nhưng. But. Mùa Giáng sinh cũng có mục đích và ý nghĩa của chính nó. But yes, Christmas has its own purpose and reason. Nếu chúng ta nhân mùa Giáng sinh. If we use Christmas. Và chúng ta ăn uống. Just to have parties and dinners. Thì tôi nói rõ với anh em rằng mùa Giáng sinh không có ý nghĩa. Then that means that we defeated the purpose or the meaning of Christmas. Bởi vì mùa Giáng sinh. Because Christmas. Không phải để ăn uống. Not just for us to have dinners and gatherings. Nhưng mùa Giáng sinh. But Christmas. Để truyền bá phúc âm. It's an opportunity for us to share the gospel. Và cứu nhiều con người. And bring many souls back. Amen. 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 Và nước Mỹ. And especially in the United States. Đã làm cho mùa Giáng sinh. Has made Christmas. Chỗ này không còn nghĩa trọn vẹn của nó nữa. Has make the Christmas season not the meaning of it not as whole as it was. Bởi vì người ta dành cái lễ Giáng sinh, cái mùa Giáng sinh đó cho gia đình, cho tiệc tùng. Because most people in America use Christmas as for family gathering and dinner and celebration only. Nhưng nếu một hội thánh hiểu đúng về ý nghĩa Giáng sinh. But yet, if a church who fully understands the meaning of Christmas. Là hãy sống cho những giới homeless. Is that we are here to live for the homeless people. Hãy sống cho những trẻ em. Mồ côi cha mẹ. And we are here to live for all the child who doesn't have parents, orphans. Dành thời gian để phục vụ cho tha nhân. Or we use this time to spend and serve those who are underserved. Và tại Việt Nam chúng tôi. Vietnam, me and my people. Thì cứ mỗi lần mùa Giáng sinh. Every time it's Christmas time. Là bắt đầu từ tuần thứ hai của tháng 12. Right at the second week of December. Chúng tôi tổ chức truyền giảng khắp mọi nơi. When me and my students start to plan many revival conference. Vì cái đó mà trong mùa Giáng sinh chúng tôi chinh phục rất nhiều linh hồn về cho vương quốc. And because of that, you know, Christmas we have spent a lot of time doing many conference and sharing the gospel. That's why in Christmas we were able to bring a lot of soul back for God. Để tôi khích lệ hội thánh của Chúa.
So therefore, I'm encouraging the church hãy quay trở lại với nền tảng của Kinh Thánh to bring us back to the foundation of the word. Với ý nghĩa của Giáng sinh. So we can may live the full meaning of Christmas. Chiều nay chúng ta đã được mục sư Trần Hoàng Nguyên cùng hội thánh đọc phân đoạn Kinh Thánh trong Luca đoạn 1 câu 16 đến 45. This evening we already had our pastor Nguyên read first from Luke verse 26. Và sau khi chúng tôi rời đám cưới của con anh Minh chị Nguyên. Last night after I left Sarah's wedding. Thì tôi không tài nào ngủ được. I went home but I could not go back to sleep. Bởi vì có một điều cưu mang trong lòng của tôi. Because I have a passion in my heart. Đó là cho sứ điệp chiều hôm nay. Is to prepare the message for this evening. Và đối với tâm trạng của tôi. And especially at my emotion at that moment. Với kinh nghiệm hầu bị Chúa của tôi. Based on my experience. Tôi không muốn giảng lời văn tự. I just don't want to share word. Tôi cần nhận lời từ Đức Chúa Trời. But I want to receive the word from the Holy Spirit. Và khi chúng tôi vào nhà ngủ nói chuyện với nhau rồi vào trong phòng để ngủ. So last night after I went home and I go to my bedroom. Tôi không tài nào ngủ được cả. I cannot went to sleep right away. Và tôi phải trở dậy đọc Kinh Thánh. I have to get up and start reading the word of God. Và khi Chúa cho tôi bắt đầu một câu Kinh Thánh đầu tiên trước nhất. So, and when God first gave me the first passage. Đó là câu thứ 38. Which is verse 38. Mary thưa rằng. Mary said. Tôi đây là tôi tới Chúa. I am the Lord's servant. Xin sự ấy xảy ra. May it be to me. Cho tôi như lời người truyền. As you have said. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Then the angel left her. Anh em câu thánh này rất quen với chúng ta. Our brother and sister, this verse is very familiar to us. Tôi không ngủ vì câu kinh thánh này. But last night I couldn't went back to sleep because of this verse. Một câu thánh rất đơn giản. No, this is a very fairly simple verse. Tôi cũng từng giảng nhiều lần về sứ điệp này. I have ministered many times about this verse. Nhưng mà tối hôm qua tôi không tài nào ngủ được. But last night I could not fall asleep. Và tôi đọc câu thánh này. But then I get up and I read this verse over and over again. Và tôi rằng con có thấy điều gì không? And the Holy Spirit asked me, are you seeing anything from this verse? Và bắt đầu Chúa cho tôi một ý tưởng. And at that moment God gave me an idea. Và ý tưởng này trở thành chủ đề của chiều hôm nay. And this at this moment the idea became the subject of tonight's message. Đó là Chúa chỉ hành động. That is God only works or moves. Khi chúng ta tin. When we believe. Tôi lặp lại chủ đề chiều hôm nay. I want to repeat the subject tonight. Chúa chỉ hành động. God only works. Khi chúng ta tin. When we believe. Tôi muốn cả hội thánh đọc với chủ đề với tôi một lần nữa. I want the church to repeat the subject with me. Chúa chỉ hành động. God only khi works. Khi chúng ta tin. When we believe. Amen. Amen. Anh em, tất cả mọi người biết rằng ba ngôi Đức Chúa Trời là Chúa toàn năng. Dear brothers and sisters, we all know the Trinity is God, is our God Almighty. Nhưng có những lĩnh vực trong cuộc sống chúng ta không thấy Đức Chúa Trời can thiệp. But there are many layers or many faces in our life that we don't see the interruption of God. Chúng ta đều thờ phượng Chúa toàn năng. We all praise and worship our God Almighty. Ngài làm những phép lạ lớn lao. You know, He does great miracles. Ngoài ra Chúa không ai như Ngài. There's no one else like Him. Mà chúng ta cứ thật với chính lòng của mình. But yet let us be truthful to ourselves. Đó là chúng ta không kinh nghiệm được. That's what we haven't fully experienced the power of God in our life. Quyền năng của Đức Chúa Trời trong chức vụ của chúng ta. The power of God in our ministry. Quyền năng của Đức Chúa Trời trong hội thánh của Chúa. The power of God in our church. Và Chúa nói với tôi rằng. And God has spoken to me. Ta chỉ hành động. That He only moves or works. When the minister or the pastor believe, ta chỉ bày tỏ chính ta cho con cái của Chúa. And God say, I only reveal myself khi họ tin. When the church or His congregation believe. Và Chúa Nhật tuần trước đây tôi chia sẻ cho hội thánh. And last 2 weeks ago when I shared the word chủ of God, đề của đức tin. I also share about faith. Đó là đừng đánh mất đức tin. That do not lose your faith. Chúng ta còn nhớ sứ điệp đó phải không? Have do you still remember? Và chiều hôm nay sứ điệp này. And this evening, the same message. Nó cũng liên hệ với cái dòng chảy về đức tin. It's the same flow and has the same connection to 2 weeks ago. Chúng ta thấy rằng mùa Giáng sinh đến. We know that when the season of Christmas came. Là mùa những bài hát yêu thương được hát lên. And that's when we hear many songs about love. Mùa Giáng sinh when đến. When Christmas came. Là mùa nhắc nhở nhau về hai chữ tình yêu. It's the season that we remind each other about love. Nhắc nhở về hai chữ tha thứ. And we remind each other about forgiveness. Nhắc
nhắc nhau về sự vui mừng. We remind each other about happiness. Nhắc nhau về những phước. We remind each other about blessing. Nhưng hãy nhớ. But let us remember. When Christmas comes, chúng ta cũng phải giảng về quyền năng của Đức Thánh Linh. We also need to share or preach the power of Holy Spirit. Chúa Giêsu không ra đời. Because if there's no Holy Spirit, Jesus is not here. Nếu Amen. Không có Thánh Linh, Chúa Giêsu không ra đời. Because if there's no Holy Spirit, Jesus cannot perform. Tôi nhân danh Chúa Giêsu và nói lại một lần nữa rằng nếu không có Thánh Linh, Chúa Giêsu không ra đời. And I want to say it again, there's no Holy Spirit, nếu hội there's thánh no không có Jesus. Thánh Linh, thì hội thánh không có kết quả. When the church has no Holy Spirit, the church has no result. Nếu một đời sống không có Đức Thánh Linh, một đời sống không có kết quả. When a person life who doesn't has Holy Spirit, nếu một chức vụ không có Đức Thánh Linh, fruitless. Một chức vụ không có kết quả. If a ministry doesn't have a Holy Spirit, that ministry become fruitless. Cho tôi nghe chuyện. Amen. Hôm nay chúng ta trong Luca đoạn 1 từ câu 26 đến 45 rất quen thuộc với hội thánh của Chúa. And the story we learn about in Luke verse 26 to 45 is very familiar to us. Rất thân thuộc với chúng ta. Very familiar to us. Đã đóng bởi đoạn kinh thánh này. There's many acts have been played chúng ta nghe giảng liên tục verse. Nhiều năm tin Chúa trôi qua rồi. Years and years we have been heard the same message. Hãy nhớ chung cho. But let us remember. Đức Chúa Trời chỉ hành động. God's only words. Khi tôi và quý bạn chị em tin. When me and you, we are believe. Tin gì đây? What do we believe in? Tin điều gì đây? What do we believe in? Đó là tin những điều gì Kinh Thánh nói. Is that you believe in what the Bible has written? Tin những điều gì Kinh Thánh nói. We have to believe in the word of his in the và Bible. Và thứ nhất mà tôi chia sẻ cho hội thánh của Chúa. The first thing I want to share. Bao nhiêu người ở đây biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa của những lời hứa? How many of us know that our God is a God of promises? Bao nhiêu người biết điều này, biết chắc điều này? How many of us fully believe in that? Bao nhiêu người biết chắc điều này? How many of us fully believe in that? Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của những lời hứa. It's our God is a God of promises. Khi một người tin Chúa, when a person believe in God, chúng ta tặng cho một cuốn kinh thánh. We give them a Bible. Tại sao chúng ta tặng họ cuốn kinh thánh? Why do we give them the Bible? Bởi vì chúng ta biết kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Because we know that Bible is the word of God. Chứa đựng những lời hứa của Ngài. Amen. And the Bible holds many of His promises. Và chúng ta đều nói với họ rằng lời của Đức Chúa Trời. And we all tell them the word of God. Thay đổi bạn. Can change you. Thay đổi anh. Can change you. Và chức vụ của tôi. And my ministry. Tôi tin vào quyền năng lời Đức Chúa Trời. I believe in the power of the word of God. Đã thay đổi những người nghiện. Who can change many addicts? Đã thay đổi những người bị HIV. Who can change many HIV person? Đã chữa lành những người bị ung thư. Who can heal many? Đã giải cứu những đời sống trong sự khốn khổ who của ma quỷ. Who can deliver many lives from the bondage of Satan? Và kinh thánh. And the word of God. Là cuốn sách chứa nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời. And the Holy Bible is the books. It's the only book that held many promises of God. Trong 66 sách. In 66 books. Hơn 8,000 lời hứa của Đức Chúa Trời. Has more than 8,000 promises cho cá nhân of của God. Chúng ta. That's for cho our personal của life. Chúng ta. For our ministry. Cho hôn nhân của chúng ta. For our marriage. Cho hội thánh của Chúa. For our church. Và cho công việc của chúng ta nữa. And for our jobs. Nhưng mà bao nhiêu người chúng ta. But how many of us. Biết rằng Đức Chúa Trời. Is know that our God là Đức Chúa Trời của những lời hứa. Is the God of promises. Anh em, my dear brother and sister, in the story of Christmas, that God has sent Gabriel, the angel of Gabriel, trao lời chào với Mary. After the greetings to Mary, thì thiên sứ truyền cho Mary một lời hứa. So at that moment, angel Gabriel delivered Mary a promise. And it is a promise that shocked Mary. Một lời hứa mà làm cho Mary ngạc nhiên. And a promise that surprised Mary. Sau lời chào. Right after the đó greeting. Là chào người được ơn. And it's that the angel Gabriel said, "Hellos to the graceful person." Và thiên sứ nói rằng ngươi sẽ chịu thai. And right after the angel said, "You will." Give birth, you'll be pregnant. Ngươi sẽ chịu thai. You will be pregnant. Và sinh một con trai. And give birth to a son. Đặt tên là Jesus. And name him Jesus. Wow. Wow. Anh em có tưởng tượng rằng Mary bị sốc không? Can we all foresee that the reaction of Mary? She was in shock. Bà sốc bởi vì bà đang là vợ sắp cưới của Joseph. She was shocked because she was to be a wife of Joseph. Nếu Sarah là con gái của anh chị Minh Nguyên. Ngày hôm qua đám cưới mà trước đây một tháng thôi thiên sứ hiện đến với Sarah nói gì ngươi sẽ chịu thai tôi tin rằng anh Minh và chị Nguyên get out and if Sarah you know for example if Sarah the bride from last night if she were to have meet the angel and angel said you were to be pregnant before your marriage
I believe their parents will kick her out. And Joshua was her husband yesterday. He will abandon the marriage. Anh em, cái lời chào của thiên sứ, cái lời hứa này Đức Chúa Trời cho một đồng trinh. You have to understand that this promise from God is to a virgin woman. Bao nhiêu người ở đây đã từng đọc kinh thánh và thấy những lời hứa của Chúa? Ta đọc trong kinh thánh này này, chúng ta thấy rất sốc cho chính đời sống của mình. How many of us have read the Bible and when you read the promises of God to our life, we become very shocked of it? Ví dụ Sarah là Abraham. For example, Sarah is the wife Abraham's wife. Chúa đã chúa cho bà sẽ sinh một đứa con trai đặt tên là Isaac. Lúc đó bà không còn có khả năng sinh đẻ nữa. And God came and sent a promise to Sarah, said, you will be pregnant at the time that she was not able to be pregnant anymore. Tốt không anh em? Was that a shock? Rất sốc. That was very shocking promises. Sarah đã nghe cái lời đó và mỉm cười vì vô tính. And Sarah hear that promise from God and actually was small because he was unfaithful. That's true. That's true. Anh em, mùa Giáng sinh đã đến hơn 2000 năm rồi. Oh, brother and sister, Christmas has came more than 2000 years ago. Đừng tổ chức Giáng sinh, đừng làm một người biết Giáng sinh mà không kinh nghiệm Đức Chúa Trời toàn năng. Don't let us be a Christian who celebrate Christmas but yet experience the powerful from God. Anh biết rằng khi tôi Chúa đến, Chúa kêu gọi tôi rằng là trở thành một người truyền giáo. So when God came and start calling me to become his servant in my ministry. Tôi nhìn vào đời sống của mình. I start looking at my life. Và nói Chúa, con không thể tin được điều này. And I tell God, God, I cannot believe this. Và Chúa cũng hứa với tôi rằng nếu con theo ta. God also sent me a promise and he said, when God sent me that promise, he also said, if you're willing to follow me, I will use you for many big things. Tôi nhìn vào chính mình. And then I start looking at myself. Tôi nhìn vào học thức của chính mình. I start looking at my own education. Tôi không trình độ. I don't have any degree. Tôi chỉ tốt nghiệp high school thôi. I only graduated high school. Không vào đại học. I was not able to attend college. Ta kêu gọi con để giảng. And when God called me and said, Samuel, I call you to become a preacher. Là con không tin được. And I my response to God was, God, I cannot believe it. Nhưng hãy nhớ Chúa của tôi, Chúa của anh em là Chúa của những lời hứa. Amen. But I wanted you to know that my God, which is your God, is a God of promises. Ví dụ Chúa hứa, những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nên. For example, God promised that those who believe will receive many signs. Anh đuổi quỷ. Use my name to cast out dùng demons. Dùng mà nói. Use tongues, pray in tongues. Trong tay. Capture the serpent trong in hand. Độc chẳng hại gì. When you drink toxic, và you will tay kẻ đau. When you lay hand on the kẻ sick, đau được chữa lành. The sick will be healed. Đây là lời hứa Chúa dành cho mỗi một chúng ta. How many of us believe this is a promise that God for us? How many of us believe that? Bao nhiêu người thực hành lời hứa này? And how many of us have act upon that promise? Chúng ta giơ tay. Brothers and sisters, you can raise your hand. Nhưng mà tay của chúng ta vẫn đưa ở tại pharmacy đây để nhận những viên thuốc phải không? But our hand is still reaching out to a pharmacy counter and start receiving the pill or medicine. Việc uống thuốc không phải là tội lỗi. No, when you take medicine, it's not a sin. Nhưng mà tôi muốn nói anh em cẩn thận khi ta nói giơ tay trong sự hiện diện. But what I want to remind us is that when we start raising our hand in the presence of God. Anh em có thể dối tôi được, nhưng anh em không thể nào dối Đức Thánh Linh được. Our brothers, you can lie to me about your spiritual life, but you cannot lie to the Holy Spirit. Amen. Amen. Cho nên anh em. So therefore, my brother and sister. Mùa Giáng sinh đến. When Christmas came. Chúa đã có lời hứa từ trong cựu ước. God already had promised back in the Old Testament. Chúa nói rằng nay sẽ có một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. That there will be a virgin woman who will be pregnant and given born to a son and name him Emmanuel. Và Đức Chúa Trời đấng dám hứa chúng ta cũng là Đức Chúa Trời dám làm những điều Ngài đã hứa. And God is a God who sent us that promise. He will be also the God who perform and do that promise. Và anh chị em yêu dấu của tôi. My dear, my brother and sister. Chúng ta đến với điều thứ hai chiều hôm nay. We come to the second thing this evening. Đó là chúng ta thường nghi ngờ lời Chúa hứa. The second thing is that we usually doubt God's promise. Bao nhiêu người thừa nhận rằng chúng ta cũng có tâm trạng giống như Mary? How many of us agree that sometimes we have the same reaction as Mary? Đó là sốc quá. That we were so shocked by his promise. Bởi vì sắp cưới Joseph rồi. Because that time Mary was about to marry Joseph. Bây giờ tự nhiên cái bụng của mình nó lớn lên.
But now suddenly she become pregnant. Và chúng ta biết rằng bất cứ một xã hội nào, you have to know, doesn't matter which society you bất are in, cứ một văn hóa nào, doesn't matter which culture you nếu are một cô gái, if a woman mà bị gọi là chữ hoang đó, that you just have pregnant or you know being knocked off, sẽ bị sỉ nhục kinh khủng lắm phải không ạ? You, that woman will be humiliated. Người Hồi giáo ngày hôm nay, yeah, Muslim. Người Hồi giáo khi phát hiện một cô gái mang bầu, when the Muslim that they found that a woman is pregnant, mà không có chồng, and that woman doesn't have a husband, họ giết người đó đó anh em. Then the Muslim will kill that woman. Họ có thể chôn sống người đó anh em. They will willing to bury that woman alive. Người Việt Nam của chúng ta cách 100 năm về trước, our old Vietnamese ancestor 100 years back, một cô gái bị chữ hoang, a woman if she just had pregnant with no đó là husband, bị lôi ra ở cái sân làng, she will be dragged out in front of the congregation, và đào cái lỗ, and they will dig up a hole, và mấy ông già làng đó, and then all the elders, ông bắt đập úp xuống, and they will make her lay down, và bắt đầu mấy ông đánh roi vào cái người gái bị chữ hoang đó, and they will start whipping, you know, the pregnant woman, danh dự của cô gái đó, her honors, bị miệt thị, was humiliated, và nhân cách của cô gái này mất hoàn toàn, and she lose all her dignity. Cho nên Marie nhận cái lời hứa này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai, bà không thể tin nổi phải không ạ? So therefore, when Mary received this promise from God that she would be pregnant, và chúng ta thấy bà nói gì? Bà nói gì trong câu 34? And let's see what she said in verse 34. Marie thưa rằng, Mary said, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào. How would this be? Câu 34 con. How would this be? Mary asked angel, since I'm a virgin. Thì làm sao có được sự đó? How would this be? I don't know any man, but because I'm a virgin, how would that be? Câu nói này có hai nghĩa. This verse has two meanings. Bà dường như nói với thiên sứ rằng ông xúc phạm đến tôi đó nha. Is the first thing is she, her first meaning might be to the vì tôi là một người nữ kính sợ Đức Chúa Trời. That angel is insulting her because she tôi is chưa a, biết chuyện đó với Joseph. Amen. Because she is a person who respects God. She's never done anything to tôi Joseph. Là một con người she's kính a sợ virgin. Chúa. And she is a woman who ông fear God. Đó là sốc tôi đó nha. And she, that, ông xúc phạm that's probably tôi the response to her to angel was, why are you insulting me? Điều thứ hai, the second thing mà Mary muốn nói với thiên sứ, that Mary might want to say to angel, đó là làm sao tôi có thể có con được? Is that how can I be pregnant? Bởi vì tôi chưa biết cái việc đó. Because I haven't known any of that. Ngày hôm nay cũng vậy anh em. Same thing here tonight. Khi Chúa bảo chúng ta đặt tay đi kẻ đâu? When God asks to lay hand on the sick, Chúa hứa rằng người đau sẽ được chữa lành. God promised that the sick person will be healed. Anh em, cái vấn đề ở chỗ đó là chúng ta nghi ngờ. Amen. But brother and sister, the problem that we have doubt. Chúng ta sẽ nói gì? Mình là ai mà dám đặt tay? We will start to tell ourselves, who am I to lay hand? Và Chúa bày tỏ một lời tri thức, một lời tiên tri. Chúa nói hãy nói cho người này. And when God give you a prophecy, và chúng ta and nói God rằng wants you to tell another person, mình là một tín đồ mà, mình đâu phải là một tiên tri. And you will start telling yourself, oh, I'm just a believer. I'm not a prophecy. Cái lời tiên tri này chắc là một sư Andy, chứ không mình là một tín đồ. And làm sao mình nói được? This prophecy should have come from Pastor Andy, not from me, because I'm just a believer. Anh em, tôi khẳng định với anh em rằng khi ta đọc Kinh Thánh, chúng ta có những sự vô tín với lời Đức Chúa Trời. And brother and sister, I want to let you know one thing. When we read the Bible, deep down inside of us, sometimes we have doubt against His word. Bao nhiêu người có cái tâm trạng để giống như tôi vừa nói không? How many of us have the same feeling as I am? Chúng ta nghi ngờ về những điều mà Chúa hứa với chúng ta. We have doubt with His promises. Anh em, mục sư đã về nước Chúa có tên là Richard Bonnke, một người truyền giáo bởi lửa. Ông đã để lại cho thế giới này một cái câu mà tôi rất là thích. Our brother and sister, late pastor Richard Bonnke. Sao lại cứ nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời? I've left a quote that I really like. Is that why are we continue to have doubt in the word of God? Sao lại không nghi ngờ những lời dối trá của ma quỷ? Why don't we have doubt in the lie of Satan? Chúng ta thấy rất rõ ràng điều này. We, brothers and sisters, don't you see this clearly? Chúng ta dễ dàng tin lời. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen.
tứ nói gì, tỷ con tiếp tục giảng đi. Anh em, brother and sister, thấy rất rõ điều này. We see this very clearly. Bao nhiêu người ở đây thừa nhận rằng chúng ta tin lời bác sĩ nói về bệnh chúng ta hơn là chúng ta tin Chúa. How many of us here truly believe that sometimes we believe more in the result from the doctor than the promise of God? Nhất cái chỗ này cái đi khám bác sĩ nó bị bướu hay ung thư. And you know when we start feeling hurt here, we start go to the doctor and the doctor said, oh, you have cancer. Là chúng ta đi ra về lái xe có chừng đụng And you know as soon as you receive that from the doctor, you start going and driving and sad and sadness. And fear start taking over you. And fear start taking over you. Anh em, chúng ta thấy rõ không? Francis, do you see this clearly? Chúng ta rất dễ nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời, nhưng lại tin những điều gì thế gian nói. Brother and sister, I want you to be clear of this because so easy for us to doubt God's promises, but yet we are so easy to believe in the lie of this word. Bao nhiêu người đã sống kiểu như thế này rồi, xin vui lòng How many of us have lived this life? I want you to raise tôi your hand. Tôi đã từng sống như vậy rồi, anh em. Because me, I have lived this life before. Tôi vẫn đi nhà thờ. Back then, when I used to go to church, tôi là con mục sư mà. I was the son of a tôi pastor. Đánh đàn. I played the keyboard. Tôi cũng hướng dẫn ban thanh niên. I was leading the youth. Thực chất, tôi nghịch lại với lời Đức Chúa Trời. But yet, my life back then was against God's word. Và tôi tin rằng ngày hôm nay chúng ta có thể đi nhà thờ. And that's why I also believe this evening when đó, we go to church or you might be có serving thể God, hiện tại, but yet our body, chúng ta bị rơi vào cái sự nghi ngờ giống như Mary. But yet our spiritual life or our life might be in the same doubtful moment like Mary. Ôi Chúa, làm sao con có thể trở thành một mục sư? And we say, oh God, how can I become a pastor? Con đâu có đi, con đâu có tiền mà đóng vào trường thần học ở tại Cali này để con học tốn một năm bao nhiêu ngàn đô, con không có tiền, Chúa. And sometimes we say, oh God, how can I be a pastor? I don't have money to pay tuition for theology school. How can Amen. I be a pastor? Amen. Oh, làm sao con trở thành một người truyền giáo, Chúa? Oh, how can I become a evangelist, God? Chúa biết đó, con không có tiền trả bill. God, you know I don't have money to pay for con my bill. Con đang nợ tiền ngân hàng. I still have old debt from the bank. Con không có trình độ. I don't have any degree. Làm sao con có thể trở thành một người truyền giáo? How can I become an evangelist? Anh em, tôi biết chúng ta có rất nhiều sự nghi ngờ về lời của Đức Chúa Trời. Brothers and sisters, I know that we have a lot of doubt against the word of God. Và đối với hội thánh của Chúa tại đây, and especially with our church here tonight, tôi nói một cái lời nói. I want to share one thing. Trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. That I want to share one word that was led by the Holy Spirit. Mục sư Andy. Pastor Andy. Tôi. Me. Tư Võ Văn Lạc. Pastor Lạc. Nhiều tiên tri khác. Many prophets. Đã được mời đến đây. Who have visited the church? Họ đã nói những cái lời tiên tri cho hội thánh của Chúa. Then they said many. They have shared many prophecies. Bây giờ tôi muốn hỏi hội thánh. So at this moment, I want to ask the church. Hội thánh có chuyển động với những lời tiên tri đó không? Have you been moved by those prophecies? Và vì tại mà tối qua tôi mất ngủ đó các anh em. And exactly because of this, I couldn't go to sleep last night. Đó là chúng ta nghe mừng lời tiên tri. Because we was very happy to receive prophecy. Nhưng chúng ta không tin những lời tiên tri đó. But we don't believe in those prophecy. Anh em đừng có nói tôi mục sư sĩ giảng sai rồi. Làm sao biết chúng tôi không tin? Our brothers and sisters, don't say that I have said the wrong things. How do you know that we don't believe in the prophecy? Tôi xin anh em đừng làm thất vọng những sứ giả như thiên sứ Đức Chúa Trời sai đến hội thánh của Chúa tại đây. My brothers and sisters, I cried and I asked you, do not disappoint. Many prophets have been sent here by God to share the prophecy with you. Tôi nói là một lần nữa, xin đừng làm thất vọng những đầy tớ của Đức Chúa Trời sai đến đây. And I want to say one more thing, please do not disappoint many prophets that was sent by God. Anh em biết là bối cảnh đó thiên sứ nói với Mary và Mary nghi ngờ, Mary không tin và tôi tin rằng thiên sứ rất buồn. And at that moment, I want you to know at that moment, when the angel delivered that promise and Mary doesn't believe right away, Chủ nhật vừa rồi, I believe that angel was very sad. Chủ nhật vừa rồi, mục sư Trần Hồng Nguyên chia sẻ cho ta về sự ra đời của Giăng Baptist phải không? And last week, our senior pastor Nguyên shared with us a story about the born story of John the Baptist. Chúng ta biết lý do tại sao Zachariah âm không? Do we know why Zachariah was speechless? Bao nhiêu người có câu trả lời đó? How many of us have that answer? Last week we just heard from last lý week. Lý do một đầy tớ Đức Chúa Trời bị cấm đó là không tin những điều gì thiên sứ báo. And we have to know that the reason that the high priest Zechariah was muted
because he doesn't believe. Và ngày hôm nay có rất nhiều người bị cấm thuộc linh. And especially at this moment, there's a lot. Then in this time, there's a lot of people was muted by in the Holy Spirit. Chúng ta có miệng đọc báo về Osea, về Merry Christmas, Costco, Mercy, ô đồ hiệu. Chúng ta đọc được những cái điều đó, mà môi miệng này không làm chứng về Chúa Giêsu cho ai cả. We have the same mouth. We use that tongue to say many things about Macy, Costco, many things. But yet we cannot use the same tongue to share the gospel during Christmas. Anh đã thấy vô lý chưa? Have you seen that nonsense? Chúng ta có môi miệng mà không có một lời chứng nào để đứng trước hội thánh và làm chứng rằng Chúa đã giải cứu tôi, Chúa ban phước cho tôi, hoặc là Chúa mở đường cho tôi. Because we have tongues, but we're not yet standing in front of the church to share the testimony, to share the great things that God has done in our life. Và Chúa nói với tôi là dân sự bị cấm rồi, con ơi, bởi vì họ không tin những điều gì Kinh Thánh nói. And God has spoke to me that Samuel, my congregation has been muted because they don't believe in what the thing that you are sharing. Anh em, my dear brother and sister. Và thiên sứ nhìn thấy điều đó. The angel has saw that in Mary. Thiên sứ buồn lắm. And the angel was sad. Khi Mary nói là tôi làm sao biết điều đó, tôi làm sao có thể có con được? And when, especially when Mary responded to the angel and said, "How giống would như this Chúa be?" Kêu gọi chúng ta hướng dẫn thờ phượng, hướng dẫn ban cầu nguyện, hướng dẫn ban tin. It's just like same thing when God calls into leading worship, leading the youth. Chúng ta nói là làm sao có thể trở thành những con người hầu vị Chúa như vậy được? I'll respond to God that how can I do that, biết God? Chúa buồn lắm. Do you have to know when your response is like that? God was very sad. Và chúng ta biết thiên sứ rất kiên nhẫn đứng lại bên cạnh Mary và nói gì? Thánh Linh sẽ đến. And you have to know at that moment the angel was very patient standing there, and that Holy Spirit will come to you and the great power will come to you, and the Holy Son that you will give birth to sẽ là con thánh của Đức Chúa Trời, will be the Holy Son of God. Amen. Amen. Và Mary nghe cái lời đó, Mary cũng đứng giống như là không tin nổi. And when Mary received the second message from the angel, Mary just stood there in disbelief. Bà đứng ngơ ngác mà không thể nào tin nổi. She just stand in awe and with disbelief. Và thiên sứ bắt đầu đưa ra một bài làm chứng luôn. And that's one moment when the angel continued to give a testimony. Mary, ngươi biết Elizabeth bà con ngươi mà. And at that moment, angel bring the testimony about nổi Mary. Nổi tiếng là son sẻ. Do you know your cousin Elizabeth? Và bây giờ đã có bầu, đã có thai 6 tháng rồi. And that Elizabeth wasn't able to have to be pregnant, but yet she was pregnant for 6 months now. Và tôi tin rằng cái tiếng đồ cái tiếng đồn ra Elizabeth mang thai trong lúc bà son sẻ, nó lên lỗ tai của Mary. And I believe that the news about Elizabeth was able to be pregnant came to Mary. Amen. Amen. Em ngồi trong bàn đám cưới. Yesterday when we were sitting at the wedding, tôi nói chuyện với bà mục sư Hữu. I talked to Pastor Hugh's wife. Bà có nói tôi một câu. And Pastor Trisha shared with me one thing. Và tôi nói rằng, oh, tôi tớ của Chúa nhận ra vấn đề rồi. And inside of me, I said, wow, Pastor Trisha has realized the problem. Đó là để phấn ngưng hội thánh. She said that in order for the church to be revived again. Và mục sư Vân nói rằng, and Pastor Trisha said, đó là hội thánh phải được thanh tẩy. That the church must be cleansed. Hội thánh phải được thanh tẩy. That our church need to be cleansed. Con cái Chúa phải được thanh tẩy. God people must be cleansed. Con cái Chúa phải bước ra khỏi tội lỗi. God people must step out of sin. Con cái Chúa phải đắc thắng sự cám dỗ. God people must overcome the temptation. Cho tôi nghe chữ amen. Let me see amen. Anh em, Chúa sẽ không bao giờ phấn ưng một hội thánh đầy dãy người ngồi, nhưng họ đang sống đầy trong quyền lực của tội lỗi. Brother and sister, God will never revive a church that filled with people, but yet those people were filled with sins. Và tôi nói rằng, Chúa cho bà một sự vấn này thấy. And then I said, wow, God has opened Pastor Trisha's eyes to see the problems. Anh em thấy Chúa đưa thiên sứ đến nói với Mary. We have to see that God has sent the angel Đức to come and talk to Mary, Mary. That God has chosen Mary để đưa Chúa Giêsu vào đời. To be able to bring Jesus to Đức this Chúa world. Chọn hội thánh của Chúa tại đây. And God also picked our church bày here tỏ quyền năng của Ngài. To glorify His power. Đức Chúa Trời chọn mỗi một chúng ta. And God has picked every để single one of us to show His presence here. Nhưng có thể 5 năm về trước, but yet 5 years ago, chúng ta bày tỏ được sự hiện diện của Chúa. And we were able to glorify and show His presence here. Nhưng hiện tại chúng ta mất sự hiện diện của Chúa. But yet at this moment, we also have lost His presence. Anh chị em, my dear brother and sister,
Thiên sứ rất buồn. The angel was very sad. Thiên sứ đưa bài làm chứng về Elizabeth, bà con của Mary, mang tiếng là son sẻ nhất trong cái vùng đó. And the angel has shared the testimony about Elizabeth being pregnant. Tôi đến vùng này tôi cũng lắng nghe để coi thử có những nàng dâu nào của Chúa mang tiếng là son sẻ, nhưng bây giờ họ phát triển lên, họ sẵn phát triển lên. And same thing, when I was came here, I always want to pay. I want to pay attention to see if any church that were once being not able to be fruitful, but yet God be able now to bring them many fruit. Và tôi nghe, tôi thấy. And I hear and I see. Đơn giản đó là họ tin những điều gì Chúa hứa với hội thánh của. And this could be as simple as they believe in what God promised to them. Cho tôi nghe chữ amen. I'm going to say amen. Và chúng ta thấy thiên sứ nhìn vào gương mặt Mary. I don't want us to realize that, to see that when the angel look at Mary. Câu này là câu quyết định. This is the finish line of the angel. Đó là bởi vì không việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được. And this is when the angel says to Mary, because there's nothing that God can do. Anh biết gì? Thiên sứ bắt đầu nói cái lời đó như cái bài giảng kết luận của thiên sứ vậy đó. And at that moment when the angel finished that statement, it's just like the way he finished his message to Mary. Bao nhiêu người tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta làm được mọi sự nào? How many of us believe that our God is God who can do all things? Bao nhiêu người tin rằng Đức Chúa Trời làm được mọi sự nào? How many of us believe that God is our God can do all things? Anh em, Mary, nghe cái lời đó. Mary, when she hear that message, bà đã đáp ứng lại. And she responded. Đó là điều thứ ba mà chúng ta học chiều hôm nay. That's the third thing that we're gonna learn this evening. Đó là Chúa chỉ hành động khi chúng ta tin. As God only works when we believe. Chúa chỉ hành động khi chúng ta tin. God only works when we believe. Thế thì tôi muốn đặt câu hỏi giờ này, làm sao chúng ta biết mình tin? So first thing I want to ask, how do we know that we believe? How do we identify that? À, có thể giúp tôi trả lời cho hội thánh câu này không? Làm sao để biết rằng mình tin lời của Đức Chúa Trời nào? Can someone help me answer that how for us to identify that we believe in His word? Nếu bây giờ tôi hỏi rằng là ai là người tin lời Đức Chúa Trời, tôi tin rằng những cái ta sẽ giơ lên. If at this moment I ask who believe in the word of God, I believe everyone will raise their hand. Nhưng tôi biết rằng hội thánh dễ thương lắm. I know that our church is very nice. Hỏi gì cũng giơ tay hết trơn. You know, no matter what I ask, you guys all raised your hand. Dễ thương lắm. I know, you know, our church is very nice. Nhưng anh em, but brother and sister, việc chúng ta nói tin không có nghĩa là chúng ta có đức tin. Dear brother and sister, when you say that you believe, doesn't mean that you have faith. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy câu 37, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. So if we look at verse 37, say, for nothing is impossible with God. Verse 38. Thì Mary thưa rằng tôi đây là tôi tớ Chúa. And this is the moment when Mary answered, I am the Lord's servant. Anh em, để ý cách trả lời này. Tôi đây là tôi tớ Chúa. Francis, I want you to pay attention to how Mary bây responded. She said, I am the Lord's servant. And this moment she realized and she said to bà angel that I am his servant. And for you to be the servant, chỉ biết vâng lời chủ mình mà thôi. And as a servant, you only obey your Lord. Bao nhiêu thừa nhận Chúa Giêsu là chủ cuộc đời chúng ta nào? How many of us realize that we are our God's servant? Nhưng bao nhiêu người thật sự những ngày qua sống đó là như một đầy tớ của Chúa Giêsu nào? Brother who raised your hand, how many of us have been living that obedience life? Anh em, điều tôi muốn khích lệ anh em chiều hôm nay chúng ta theo dõi bắt đầu từ câu 37, xin lỗi 38, 39, 40 nhá. Brother says, I want to encourage you guys in this three verse. Chúng ta thấy rằng là dấu hiệu thứ nhất để chúng ta biết mình tin. The first thing for us to identify that we have faith or we believe. Đó là Mary đã chấp nhận thay đổi tâm trí của mình. Is that Mary had decided to change her mentality. Tâm trí của bà trong câu 27 đó, xin lỗi trong câu số 34 đó, tâm trí cũ của bà đó là làm sao tôi biết được đó, làm sao tôi có thể có con được khi tôi không biết người nam nào cả. And if we look at verse 34, Mary's old mentality was, how can that be? How can I be pregnant? I'm a virgin. Nhưng câu 38, bà nói rằng nguyện sự đó xảy ra cho tôi như lời người truyền. But yet in verse 38 it said, may it be to me as you have said. Có nghĩa là bà thay đổi tâm trí này. That means that Mary has already changed her mentality. Tin vào quyền năng của Thánh Linh. She started believing the power of the Holy Spirit. Thay đổi được cuộc đời của chúng ta.
that can change our life. Số phận của chúng ta. That can change our destiny. Hội thánh của Ngài. That can change the church. Chức vụ của chúng ta. That can change our ministry. Hôn nhân của chúng ta. That can change our marriage. Con cái của chúng ta. Change our children. Dù đó là nan đề như thế nào. Doesn't matter how bad the situation is. Amen. Amen. Anh em. My brother and sister. Dấu hiệu the sign to know that we believe. Ta có thử tâm trí mình ngày qua có thay đổi không? Is to for us to see how to us to evaluate our mentality. Lẽ thật về tâm trí. The truth about the our mentality. Được nói rất nhiều xuyên suốt kinh thánh. Talk many times throughout the Bible. Và sứ đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 12 câu 2 rằng. And đừng Paul, làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Paul said in Romans 8 that do not follow things of this earth but yet change your mind or be renewed. Anh em, Chúa muốn ta thay đổi tâm trí của mình. Amen. God wants us to change or renew our mind, our mentality. Mary cứ nhìn vào cái tâm trí cũ. If Mary continued to look at the old ways that she was thinking. Sarah vợ Abraham thì nói gì? Bà già như thế này làm sao có thể sinh con được? Sarah, you know the Abraham's wife, her mentality was like, I'm old, how can I be pregnant? Còn Abraham thì gì? Cứ tin. But if you look at Abraham, she was vì ông tin said, lời hứa của Đức Chúa Trời. Because he believed in God's promises. Và Chúa đã đãi ngộ đức tin của Abraham. Amen. And God has made his promise in full of Abraham. Chị, amen. Amen. Anh chị em ơi, hỡi hội thánh của Chúa. Dear my brother and sister, dear church. Tôi lặp lại một lần, Chúa đã sai các đầy tớ của Chúa đến nói tiên tri. I want to repeat again that God has sent many prophets, many of his people to come to the church. Trao khải tượng cho hội thánh của Chúa. To hand you God's vision. Nhưng mà chúng ta làm cách nghiêm túc đi. Chúng ta không thay đổi cách suy nghĩ but của yet, chúng ta. Let us look back at ourselves seriously. That chúng we have not yet changed Chúa the way we think. Cũ. That we have continued to serve God the old way. Chúng ta vẫn lãnh đạo hội thánh theo kiểu cũ. We still lead the church the old way. Làm sao hội thánh được phát triển? If we do that, then how can we be revived? Anh em, tâm trí của một chân phải được thay đổi. Brother and sister, our mind needs to be changed. Với lời của Đức Chúa Trời, amen. And changed with the word of God, amen. Tôi đã từng sống thất bại gần 10 năm trời trong chức vụ giải cứu những người nghiện, anh em. I was defeated for about 10 years straight when I first entered my ministry. Vì tôi lấy sự khôn ngoan của mình để học. Because I used my own wisdom to serve God. Nhưng mà Chúa nói với tôi, sĩ ơi. But God said to me, Samuel. Hãy hầu việc Chúa theo cách mới. Serve me in a new way. Đó là cách lời của ta nói với con. And that new way is the way that my word have said to you. Đừng mất công vào mạng để đọc bất cứ một cuốn sách nào. Hãy dành thời gian đọc kinh thánh đi các bạn. Don't waste your time go to the internet and start reading many books. But use your time to read the word of God. Amen. Nếu những đầy tớ của Chúa được ơn đến đây giảng dạy cho hội thánh của Chúa và sau đó những người lãnh đạo và nhân sự hội thánh không đọc lời Đức Chúa Trời thì chẳng có điều gì phục hưng cho hội thánh của Chúa. If God sent many anointed pastor come here and preach to the church, but yet after the leaders and the board of the church and the congregation does not read the word of God, then nothing will happen. Tôi muốn làm chứng để em thấy sự đổi mới tâm trí rất quan trọng. I want to share a testimony for you guys as the church to see the power of renew our mind. Khi tôi có hai cậu học trò. When I have two students back in Vietnam. Tất cả đều bị HIV. And both of my students was infected with HIV. Và đêm đó sau bài giảng của tôi thì hai cậu học trò đến gặp tôi. And after my sermon that night, two of my students came to see me. Ông phải cho tụi tôi về. And they both said, you need to let me go home. Nếu không cho tôi về, tôi sẽ thắt cổ. If you don't allow me to go home, I will hang myself at your center. Tôi nói mấy con bình tĩnh, mấy con bình tĩnh. And at that moment, I told my student, you need to calm down. Đó 12 giờ đêm. It was midnight. Mấy con bình tĩnh. I was trying to calm them down. Do sao mà mấy con muốn bỏ cuộc? I asked them, why do you want to give up now? Hai cậu trò của tôi nói gì? Sống làm gì nữa? Ông. Both my students answered, why do I need to live this life anymore? HIV rồi. We already got infected by HIV. Bây giờ chơi ma túy cũng chết, sống cũng chết thì thà chơi ma túy chết trong sự. Now, if we do drugs, we will die. If we don't do drugs, we still die because of HIV. We'd rather go home and do drugs and die in sacrificing our flesh. Bạn biết gì không? Tôi bắt đầu ngồi cầu nguyện. And brothers, do you know, I sat down and I started to pray. Nói chuyện với họ. Mentally, my mouth started talking to them. Nhưng tôi cầu nguyện trong tâm linh.
But yeah, in my deep, in my spirit, I started to pray. Đó là xin Chúa thay đổi tâm trí của hai con người này. And I pray that God could xin Chúa cho họ chịu thay đổi Chúa. Change their mind. So that they xin Chúa cho họ thay đổi tâm trí của họ. Đó là tự change tử Chúa. God. Change their mind. Take away all the. Sử dụng uy quyền của Chúa trói cột lên sự chết. Take away all the debt in their mind, God. Tôi rủa xả lên sự chết. And then I start curse the spirit of death. Bạn biết gì? 2 giờ sáng. And you know, until 2 a.m. in the morning. Họ muốn tấn công tôi luôn. And that they want to attack me. Ban đầu họ gọi tôi là ông. Sau đó họ gọi là mày. And when in the beginning they still had respect me, they called me my name, but later on they start cursing at me. Tôi vẫn ngồi chiến đấu với họ. But at that moment, I still sit there and help them and fight with them. Tâm trí của tôi không bị rung động. My mind wasn't shaken. Tôi tin điều Chúa hứa. Because I believe in the promise of God. Và cảm ơn Chúa. And đến 3 giờ sáng. And praise God until 3 a.m. Một người quyết định bỏ cuộc. One of the students decided to quit. Một người quyết định ở lại. One of my students decided to stay. Thì người bỏ về đó 6 tháng sau đã chết. The student who left, he died 6 months later. Còn người ở lại. But the student who decided to stay. Đến ngày hôm nay. Until today. Vẫn còn sống. He's still alive. Và là một người hầu việc Đức Chúa Trời. And not only that, he's now become a pastor to serve the God, serve God. Bởi vì con người đó chịu thay đổi tâm trí. Because that person that chose to change or renew his mind. Anh em đừng đi nhà thờ mà tâm trí mình. Brother and sister, don't go to church and still have the old mind. Tư tưởng cũ. Don't have the same mentality. Don't have the same thought. Mary đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của bà. Mary had totally changed the way she think. Bà tin vào quyền năng của Đức Thánh Linh. She started to believe in the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Điều thứ hai để chúng ta biết rằng Mary có đức tin. The second thing for us to know that Mary has faith. Sau khi bà nói rằng bà vâng lời Chúa. After she said that she will listen to God. Bà chấp nhận mang thai. That she will accept to be pregnant. Thì điều thứ hai chúng ta nhìn thấy gì? The second thing that we see. Chúng ta tin. When we believe. Là chúng ta chấp nhận trả giá. That's when we accept to pay the price. Bao nhiêu người sẵn sàng trả giá nào? How many of us are willing to pay the price? Many of us want to serve God. Nhưng mà nói đến trả giá thôi. But when we talk about sacrifice or paying the price to serve God, people say no. Ai cũng muốn hầu Chúa trong quyền năng cả. Many people want to serve God in power. Nhưng chấp nhận trả giá. But those who accept to pay the price. Đó là không sống theo cái tôi của mình nữa. Is that you don't live by your own means anymore. Không còn làm theo ý riêng của mình nữa. You don't do your own way anymore. Không thích vui hưởng những cái điều gì trong trần tục này nữa. You don't enjoy the things of this life. Có nhiều người nói gì sống ở Mỹ mà không hưởng cái điều ở tại Mỹ. Many people told me that if you're here in America, but if you don't enjoy all the things in America, it's such a wasteful life. Tôi bị mắc kẹt tại Mỹ năm rồi. I've been stuck here for about more than a little bit over a year. Tôi vui hưởng trong sự hiện diện của Chúa. I'm happy in the presence of God. Amen. Amen. Tôi vui sống trong sự hiện diện của Chúa. And I continue to enjoy my life here in the presence of God. Tôi đi đâu không? Do you see that? Do I go anywhere? Chúa thôi. The only place I go is to go and serve God and be happy in the presence of God. So I may bring the kingdom of God and bring the healing, the miracle of God to this place. Just like Mary, she's willing to pay the price. Những người khác sẽ nói bà là một cô gái chữ hoang. Many people will eliminate Mary. Nhưng bà không khen chuyện đó. But Mary doesn't care. Có nhiều người nói bà là một người vợ dại. Mary, many people will say, Mary, you, why are you so unwise? Bà sẽ mất Joseph là chồng. You will lose Joseph as your husband. Nhưng bà không quan trọng cái điều đó. But at that moment, Mary doesn't care. Bà chấp nhận trả giá. Because she's willing to pay the price. Anh em ơi, nếu một con người nói mình có đức tin. Brother and sister, if a person who said that they have faith but not willing to pay the price, không có đức tin gì cả. That means that person has no faith. Đức tin đó chỉ là lời nói. Because that faith is just only on your mouth. Vì Kinh Thánh nói just rằng, words. Vì Kinh Thánh nói rằng, because the word God said. Chúng ta bước đi không phải bởi mắt thấy. Because word God said we walk not by sight. Nhưng bởi đức tin. But by faith. Và đức tin cần phải có một hành động. And faith must have action. Amen. Amen. Tất cả điều tôi đang chia sẻ cho anh em là hành động. All the things that I'm sharing to you are actions. Và điều thứ ba. And the third things. Để chúng ta thấy Mary có đức tin. For us to see Mary has faith. Và để chúng ta thấy mình có đức tin. For us to see that we have faith. Chúng ta tin là chúng ta nhanh chóng hành động. Is that for when we believe, we must act hurry. Chúng ta nhìn vào câu thứ
39-40. Well, let's look at verse 39, verse 40. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy. At that time, Mary got ready. Anh em, trong những ngày đó, Mary chờ dậy. At that time, Mary got ready. Bà không ngồi đó mà ủ rũ, buồn rầu. Sao mình dại thế? Sao mình chấp nhận mang thai? Bây giờ Joseph đang toan bỏ mình đấy. Mary doesn't sit there and sad and has second thoughts about her decision. Mary không ngồi đó và buồn nói gì? Ô, tại sao mình chấp nhận mang thai và bây giờ để cho cả gia đình mình buồn rầu? Mary doesn't. Mary doesn't sit there and doesn't have second thoughts like, oh, why I'm so unwise to be pregnant? So now my whole family is being humiliated. Và chúng ta nhìn thấy Kinh Thánh nói chứ không phải là tôi nói. And we see here and we know that this is the word of God said. Đó là Mary chờ dậy. That Mary, at that time, Mary got ready. Có nghĩa là bà bắt đầu vâng lời thiên sứ. That means that Mary started to obey the promises of God. Cho tôi nghe chữ amen. Let us say amen. Bà chờ dậy. She got ready. Anh em hành động theo những điều gì Kinh Thánh nói. That she's action, or she moved what the word of God said. Hallelujah. Hallelujah. Anh em, điều thứ hai chúng ta thấy gì? Kinh Thánh nói là Mary lật đật đi trong miền núi. The second thing is, word of God said, and hurry to the town in the hill. Cái chữ lật đật này rất là hay anh em. Đó là bà vội vàng. Amen. And the word hurry means she is trying to get it quick. Bà không xấu hổ gì cả. She's not ashamed. Bà không hẹn gì cả. She doesn't have a second thought. Anh em, chúng ta nghe những lời tiên tri rồi. But brother and sister, we have received many prophecies. Cho nàng dâu của Chúa ở đây. For out there, the churches here. Chúng ta được những đầy tớ đầy ơn đặt tay trên cuộc đời của chúng ta. There's so many anointed pastors has already laid hand on us. Chúng ta coi thử mình giống Mary không? But yet, are we acting like Mary? Sau khi mình nghe những lời tiên tri xong, mình vẫn ngồi. After we hear Mary receive many prophecy, you still sit. Mình không chờ dậy. You didn't get up. Mình không lật đật để đi. We didn't get hurry and go. We didn't move. Anh em, brother and sister. Làm sao Chúa thể hành động qua đức tin yếu đuối và vô tín? How can God perform His word to our weak faith? Và chưa đâu anh em, tuyệt vời lắm. And Kinh Thánh là lời được Chúa Trời. Right, brother and sister, the Bible is the word of God. Cho nên bối cảnh tên ở trong Kinh Thánh. But we know because Bible is the word of God, so many places, many moments and many names in the Bible đều có ý nghĩa hết. All has meaning. Và chúng ta thấy Mary đi đâu vậy? And where do we see Mary is heading to? Kinh Thánh kỹ thuật rất rõ, bà đi đến cái có tên Judah phải không ạ? And Mary is heading to in the hill country of Judea. À, chúng ta nhìn thấy câu này có trong Kinh Thánh không? We see this verse in the Bible. Bà đến thành Judah. Is that Mary headed to Judea? Mà Judah tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp đều có cùng một nghĩa, đó là ngợi khen. And Judah in Judea in Greek or in Hebrew has the same meaning. It's praise. Người có đức tin. A person who has faith. Là một người. It's a person. Thờ phượng Đức Chúa Trời. Always like to praise and worship God. Cho tôi nghe chữ amen. Let us say amen. Anh em phản ngược lại, một người không có đức tin là một người hát bài ca của ma quỷ. And brother and sister, contrast to that, a person doesn't have faith is a person who always sing songs of the devil. Cứ lầm bầm, bán thang, than vãn. Is the person who always mumbles and complains. Anh chị em, my brother and sister. Mary đến thành Judah. Mary headed to Judea. Bà đến cái chỗ mà ý tin đó là ngợi khen. She went to a place that has a meaning in từ ngày praise tôi and worship. Gặp gỡ Chúa cho đến hôm nay. Since the day that I have experienced God until now. Tôi không thích làm bạn với những người nào mở miệng là lầm, là bầm, là bán thịt bò, là bán thang. Tôi không I don't like to be friends with people who always mumbles and whine and cry. Tôi không quấy. I don't like that. Tôi biết rằng nó sẽ ảnh hưởng. Because I know that those people's life will affect my spiritual life. Cái địa danh, xin lỗi, cái tên thứ gì mà cái nhà người Mary này vào, đó là nhà của Sacheri. And the second name Sacheri in the Bible is Zechariah. Hy Lạp có nghĩa là Đức Giê-hô-va ghi nhớ. And Zechariah in Greek means is the God of remembrance. Anh em, tên Sacheri có một ý nghĩa rất là hay, đó là Đức Giê-hô-va ghi nhớ. And Zechariah has very his name has great meaning. Is that how Jehovah is the God of remembrance? Ngài cho tôi vào hội thánh của Chúa. That means that God never forget the promise that He has for us and the church. Cho tôi nghe chữ amen. Let's say amen.
Bao nhiêu người tin rằng Chúa không bao giờ quên những điều Chúa hứa với chúng ta? How many people believe that God will never forsake His promise? Bởi vì Chúa luôn luôn giữ lời hứa của Ngài. Because He always keep His promises. Ngài là Đức Giê-hô-va của sự ghi nhớ. Our God is our Jehovah, God of remembers. Amen. Amen. Và Ngài luôn giữ lời hứa của Chúa làm thành. And He always keep His promise and fulfill the promise to us. Và chúng ta thấy bà vào nhà Sa-ri bà chào ai vậy? And we know that when Mary go into Zechariah, bà vào nhà Sa-ri nhưng bà không chào cái người đầy tớ câm này. When Mary entered Zechariah's house, she didn't greet the muted Zechariah. Bà đi thẳng đến gặp Elizabeth. But she walked straight to Elizabeth. Và bà nói say hello. And she greeted Elizabeth. Anh em để ý điều này. Elizabeth tiếng Hy Lạp. I want you guys to pay attention to this. Elizabeth tiếng Hy Lạp là Đức Chúa Trời là lời hứa nguyện của tôi. The meaning of Elizabeth is God is my promise. Anh em để ý nha. I want you to pay attention to this. Là Zechariah. Đức Chúa ghi nhớ. The meaning name of Zechariah is God's, Elizabeth God remember. Là Đức Chúa Trời là sự hứa nguyện của tôi. Elizabeth meaning is that God is my promise. Ta thấy tuyệt vời không anh em? Do we see the beautiful things in here? Chúng ta đều biết rằng Chúa ghi, Chúa không bao giờ quên lời hứa, nhưng chúng ta có thực sự cái lời hứa nguyện ta với Chúa. We know that God is our God who always remember His promise, but yet do we keep our promise to God? Anh chị em ơi, ngày hôm nay có rất nhiều không giữ cái lời hứa nguyện của mình với Đức Chúa Trời. Brother and sister, there's many people who have many promises to God, but they don't keep that promise. Và chúng ta thấy điều khác xảy ra ở chỗ mối quan hệ giữa Mary và Elizabeth không? And at this moment, do we see the difference between the relationship Elizabeth and Mary? Họ đã từng gặp nhau trước đó, amen. That Mary and Elizabeth met before that. Mary đã từng chào Elizabeth nhiều lần mà chẳng có điều gì nhảy nhót trong bụng của Elizabeth cả. Mary has greeted Elizabeth many times, but yet nothing happened or no one is dancing inside of Elizabeth. Nhưng khi Mary vâng lời Chúa. But yet, when Mary obey God. Khi Mary tin những điều gì Chúa hứa. And when Mary believed in God's promises. Khi Mary chịu thay đổi tâm trí của mình. And when Mary accept and change her mind. Khi Mary chịu trả giá. And when Mary willing to pay the khi price. Khi Mary hành động trong đức tin. And when Mary move in faith. Đức Thánh Linh đã đầy dạy trên Mary. The Holy Spirit has filled Mary. Và ta thấy khi một người đầy dạy Thánh Linh của Chúa, họ chào chúng ta thôi đó. And when we see a person who was filled with the Holy Spirit, when the person greeted us, cái lời chào của họ đầy sự yên ủi. That their greet will come with full of peace and comfort. Và ngược lại một người không đầy dạy Thánh Linh đó, chào chẳng có điều gì xảy ra đâu. In contrast to that, if a person wasn't filled with the Holy Spirit come and greet you, nothing will happen. Thì hôm nay, meaning, tôi thấy Elizabeth đã xác nhận cái điều mà tôi đang chia sẻ cho anh em. We see that Elizabeth has trong câu 45. We see that Elizabeth's action is the confirmation what I'm sharing. Phước cho người đã tin. Verse 45. But I am so favored. Phước cho người đã tin. Blessed is she who has believed. Phước cho người đã tin. Blessed is she who has believed. Vì lời Chúa truyền cho. Because what the Lord has said sẽ được ứng nghiệm. Will be accomplished. Amen. Amen. Anh em. Brother and sister. Chúa có nhiều lời hứa cho chúng ta. God has many promises for us. Qua Kinh Thánh. Through the Bible. Qua những lúc Đức Thánh Linh vận hành. Through many times that the Holy Spirit moves. Qua lời tiên tri. Through many prophecy. Qua lời tri thức. Through many prophecy. Nhưng vấn đề là tại sao nó chưa. But the problem is why hasn't it happened? Ta nhanh chóng tìm được câu trả lời phải không? We quickly find the answer, đó right? Đơn giản chúng ta chẳng tin gì cả. Simply because we don't believe. Bởi vì chúng ta đâu có chịu thay đổi tâm trí của mình because đâu. Because we doesn't want to change our mind. Amen. Amen. Khi trung tâm dạy cứu họp lại. When my center, we all gather together and have a meeting. Các học trò tôi bắt đầu góp ý cho tôi. All my students, you know, start giving me feedback about my ministry. Ôi, chúng con đã cùng. And they said, Pastor, we have all prayed. Bây giờ con góp ý với thầy vấn đề này. I want to give you feedback regarding these things. Và nếu thầy quyết định thay đổi, and if you decide to change, con tin rằng trung tâm sẽ tốt hơn. Then we believe that our center will be even better.
Bạn em biết tôi làm điều gì không? My brother and sister, do you know how I reacted? Tôi không dùng cái quyền lãnh đạo của tôi. I don't use my leader authority. Nhưng tôi dùng hình ảnh đầy tớ. I use picture of a servant. Và tôi lắng nghe các học trò trình bày. And I listen to all my student feedback. Và linh của tôi biết rằng điều này đến từ Thánh Linh. And my spirit let me know that this feedback coming from the Holy Spirit. Và tôi quyết định thay đổi. And I decided to change. Và trung tâm phát triển. And my center expanded, accelerated in growth. Amen. Amen. Okay, con góp ý cho chúng ta. Many of us, you know, ta when dùng cái quyền của người cha người mẹ, ta nói gì? Many con of us students, when give us as parent feedback, we use the authority of a parent and said, "Who are you?" Anh em, tôi thiết tưởng rằng ngày hôm đó, Mary không vâng lời Chúa. And at that moment, I believe that when God, at that moment, if Mary didn't obey God, thì bà là người phụ nữ mất phước. Then Mary would be a woman lost her blessing. Hôm nay bao nhiêu người sẵn sàng vâng lời Chúa nào? How many of us here tonight willing to obey God's word? Anh em vâng lời Chúa nó khó lắm. Brother and sister, it is very hard to obey bởi vì God's word. Nó chấp nhận trả giá. Because we know that we there will be a price for us to pay. Nhưng hãy nghĩ rằng sự trả giá của ta như gieo hoặc hạt giống vậy đó. But we need to know that the price we pay just like a seed that we are sowing. Sẽ có một ngày công khó của chúng ta được mọc lên. That one day our hard work will grow. Con của chúng ta được thay đổi. Our children will change. Vợ chúng ta được thay đổi. Our wife will be hôn changed. Nhân của chúng ta được thay our đổi. Marriage will be changed. Hội thánh của Chúa phục hưng. The church will be revived. Và nhiều điều sẽ xảy ra. And many things will happen. Cho nên hỡi hội thánh của Chúa. So therefore, church. Tôi kêu gọi chúng ta ngay giờ này. This moment, I want to call each and every one of you. Chúng ta sẵn sàng tin điều gì Kinh Thánh nói không? Are we ready to believe what the Bible has said? Một tôi tớ Chúa tại Mỹ đã viết cuốn sách đó quyền năng chữa lành. A pastor in the U.S. has wrote a book about the power of healing. Đó ông nói thật. And in there he was very straight. Ông cầu nguyện đặt tay cho người thứ nhất. That he was being very frank, and he said when he first lay hand for the first person, that person died. Ông đặt tay cầu nguyện cho người thứ ba, thứ tư, thứ năm đến trăm người để chết cái tay của ông. He lay hand to many people who were sick. To the 3, the 4, the 5, and the 100th, all of them die. Và vợ chồng của ông bắt đầu mở Kinh Thánh Mác đoạn 16 ra. And the pastor and his wife opened the Bible in Mark chapter 16. Ông bà cầm cái kéo và chuẩn bị cắt cái trang 16 đó. And they both hold a scissor and about to cut that chapter out of the book. Và đó Chúa đây là không phải là lời hứa của Chúa. Because they said, God, this is not tại your promise. Tại sao con đặt tay mà họ không được chữa lành, họ chết? Because why, if it's your promise, it's true, then why do I lay my hand on people and people die? Nhưng Chúa nói gì? Con dám đặt tay cho một người 101 không? And that's when God responded and said, are you dare to lay hand on the 101 person? Bắt đầu từ tối hôm đó. And at that moment, that night, người 101, the 101 person chữa lành. Was healed. Người 102 được chữa lành. The 102nd person gets this healed. Có những cái răng mọc ra anh em. Many teeth would come out. Có những cánh tay bị cụt. The finger, there's some people who lost a finger. Và nó đã mọc ra trong phép lạ anh em. But yet, we'll be able to come out again in miracles. Cái chết đã sống lại anh em. The dead were resurrected. Buổi nhóm họ, Thánh Linh xuất hiện ra như chim bồ câu, bay lòng vòng trong buổi nhóm đó anh em. And their service, the Holy Spirit appeared as many dove flying around the service. Chúng ta nghe chúng ta thèm phải không? When we hear that, we want to be like that, right? Chúng ta trả cho được điều đó. We want to be in the service like that, right? But the price that we have to pay. Chúng ta dám vâng lời Chúa không? Is that are we there? Are we willing to obey God's word? Chiều nay tôi kêu gọi. So therefore, this evening I'm calling. Có ai trong phòng chúng ta đã một lần nào đó không còn tin lời của Chúa Trời nữa? That if any of you brother and sister that have once doesn't believe the word of God anymore. Chúng ta đã đối diện nan đề và không còn tin lời của Chúa nữa. That you have faced your circumstance and you deny God's word. Thì Chúa Thánh Linh nói rằng chiều hôm nay con có thể dám tin lời cầu nguyện 101 không? The Holy Spirit at this moment said, at this moment tonight, are you willing to believe to be the person of 101? Are you dare to believe for the person of 102? Are you daring? If you dare to believe, Đức Chúa Trời của con, I am your God. Sẽ hành động.
will move. Và chúng ta thấy qua Mary, and we know that through Mary, một người nữ dám tin, a woman who's there to believe, đã hành động, and the Holy Spirit has moved. Từ một người nữ đó, from a woman, ngày hôm nay ai kêu cầu danh Chúa Giêsu, through that woman, so now many of us who call upon the name of Jesus will be saved. Anh em có muốn chúng ta là dòng dõi được phước không? My brothers and sisters, do you want to be a blessed generation? Chúng ta có muốn từ chúng ta, Giêsu từ chúng ta? Do you want from us, Jesus from us? Đúng như cuộc đời that will touch many lives. Chúa đang ở đây. God is here. Chúa đang ở đây. God is here. Anh em đừng thất vọng. My brother and sister, do not be disappointed. Vì Chúa hứa. Because God promised. Và Ngài cũng là đấng giữ lời hứa. And He will also be a promise Ngài keeper. Ngài hỏi tôi và anh em có tin không? All He asks có is, do we believe? Do we dare to believe His word? Nếu đã một lần thất vọng, if you were once disappointed, kêu gọi, this evening I'm calling you. Một lần nữa tin cậy Chúa đi. Is one more time believe in His promise. Chúa không nghịch lại những điều gì tôi giảng cho chiều hôm nay đâu. God will never go against His word. Chúa đang ở đây. God is here. Chúa hành động. He will khi work. Chúng ta tin. He will move when we see that we believe. Amen. 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 Hãy là người phụ nữ giống như người phụ nữ mắc khuyết. Let's be the woman just like the woman who lost the blood. Tâm trí bà được thay đổi. Her minds will change. Bà nghĩ rằng bà chỉ cần rơi đến tôn áo của Chúa thôi. All she believes is all she can do is touch God's garment. Bà được lành. She can be healed instantly. Bà quả thật như vậy. Amen. And truthfully, that happened. Bà đã lăn lộn giữa đoàn dân đông. She crawled through the crowd. Bà đã cố gắng chạm đến vạt áo she của Chúa. She tried to come and touch God's garment. Bà có thể bị những bàn chân của người khác đạp lên. Even though she, you know, many people were trying to stop her. Bà cứ chạm đến tôn áo của Chúa. But yes, she crawled through and tried to touch Jesus' garment. Và một căn bệnh bác sĩ đã chê rồi đã được chữa lành. And that disease that the doctor was giving up was healed. Chiều nay Ngài đang ở đây. This evening God is here. Không có điều gì khó với Chúa cả. Nothing is hard, impossible for God. Em hãy đến với Chúa bắt đầu bằng đức tin. But brother and sister, I want you to thay come to God with your faith and belief. Ngày change your mind. Nói gì? Ồ, cái chuyện này Chúa làm không được đâu. Because many days ago our mind said this thing God cannot do this. Hãy thay đổi nói gì? Chúa làm được mọi sự. Change your mind and say God can do Chúa all things. Chúa làm được mọi sự. Change your mind and say God can do all things. God can do all things. Trong cái buổi Giáng sinh năm nay. In Christmas season this year. Chúng ta phải kinh nghiệm về lời hứa của Ngài. We need to be able to experience God's promise through all in our life. Amen. Cho nên tôi kêu gọi hội thánh đồng đứng lên. So for this moment, I want to call the church to rise up. Và bắt đầu đến với Chúa trong lời cầu nguyện. But we can come God with prayers. Tôi tin Thánh Linh đang ở đây. I believe that Holy Spirit is here. Ngài nhìn thấy lòng mỗi một chúng ta. He see our heart. Ngài nhìn thấy năng đề của mỗi một chúng ta. He see our challenges and our circumstances. Ngài cũng nhìn thấy sự mệt mỏi của chúng ta nữa. He see our weariness, our tiredness. Ngài cũng nhìn thấy nhiều điều thất vọng của đời chúng ta. He see many disappointment in our life. Nhưng Chúa hôm qua, hôm nay cho đến đời không. But yes, our God from yesterday, today, and tomorrow will never change. Ngài đang ở đây. He is here. Ngài đang ở đây. He is here. Và Ngài sẽ hành động. And He will move. Đừng bỏ cuộc các anh chị em. Don't give up, my brother and sister. Trên chuyện này tôi kêu gọi anh em. So this evening I'm calling upon you. Ai dám tin Chúa đụng đến cuộc đời của mình nào? Dare to believe that God will touch your life. Hãy chạy lên bằng đức tin. Come up with faith. Hãy đến đây bằng đức tin. Come up here with faith. Hãy đến với Chúa chứ phải đến với chúng tôi. Don't come to us, but hãy come to God. Hãy đến bằng đức tin. Come to God with vì faith. Vì Chúa làm tất cả mọi việc được cả. Because God can do all things. Trên giờ này, so this moment, tôi kêu gọi chúng ta, calling all of us, tiến lên, to just hãy step out and come up, hurry, đừng hurry, đi tàn tàn, hãy chạy lên, don't slow walk, but hurry, hãy chạy lên, hurry, come up, hãy để cho Chúa nhìn thấy rằng chúng ta cần Chúa, so God, let God see that we are hãy để cho Chúa nhìn thấy desperate, chúng ta rất need God, Ngài. Let God see our desperation. Mùa Giáng sinh là mùa của sự yên ủi. Christmas is a season of comfort. Mùa Giáng sinh là mùa của những ơn lành cạnh bạn. Christmas is a season trên đây of là lúc grace mà chúng ta and blessing. Chúa. And this moment is where we need God. Hallelujah, yes. Hallelujah. I worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you.
Chúa đến với giữa nay đây. Amen Chúa. Con tin rằng Chúa đang ngự giữa. Con tin rằng Chúa đang ngự giữa của chúng con trong giờ phút này. Hơn linh Chúa. Alleluia. Đến với đôi tâm này. Lòng kính thờ Cha. Nguyện Chúa. Chúa đơn luôn mở đường, và ngài hành động, ngài hành động. Ngài thật thành tín thầy, Chúa không điều gì khó với ngài. Xin Chúa và xin Chúa cho con chịu thay đổi đức tin của chúng con. Cho chúng con dám tin vào lời hứa của Chúa rằng mọi điều Chúa làm đều được cả. Ngài thật thành tín thầy. Alleluia. Chúa làm mọi việc đều được cả.
Chúa muôn đời, thật vì Chúa quên nó, thật vì Chúa muôn đời, thật vì Chúa muôn đời, thật vì Chúa muôn đời, thật vì Chúa. Heart, I worship you.
I worship you. You are here, you healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, you turning lives around. I worship you. I worship you. Bending every heart, you are here. You're bending every heart. Oh, I worship you. I worship you. Oh, you are way maker, miracle worker, promise keeper. Chúa quyền năng, hơn xin Chúa.